Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học Viện IT. Với những bạn mà thường xuyên phải sử dụng đến USB thì chắc chắn rằng các bạn đã từng một lần gặp cái lỗi là unknown USB device. Trong những cái trường hợp lỗi như này ấy, thì khi các bạn cắm USB vào máy tính thì các bạn cũng không thể sử dụng được, cũng như là không kết nối được USB với máy tính. Vậy thì có cách nào để khắc phục được cái trường hợp lỗi này hay không? Thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Học Viện IT đi tìm hiểu một vài cách để có thể là khắc phục được cái lỗi là unknown USB device này nhé. Trong những cái trường hợp mà chiếc USB của chúng ta không thể kết nối được với máy tính ý, thì không có nghĩa là các bạn không thể sử dụng tiếp được cái chiếc USB của chúng ta, mà đơn giản là do chúng ta đã thiết lập một vài cái quyền phần cứng hoặc là cái phần mềm nó không cho phép chiếc USB kết nối với máy tính. Thì chúng ta có thể kể đến một vài cái nguyên nhân lỗi sau đây. Đầu tiên thì các bạn có thể kể đến nguyên nhân, tất nhiên là do trong cái USB chúng ta có các cái phần mềm độc hại này, rồi là các file lỗi hoặc là các cái virus ấy, thì máy tính nó cũng không cho kết nối. Thứ hai có kể đến đó chính là do chiếc USB chúng ta khi kết nối với máy tính ý, trong USB có một vài cái file nó khó đọc thì máy tính ta chưa thể loát hết được, thì các bạn cũng gặp cái tình trạng là không thể mở được chiếc USB này lên. Thứ ba có thể là do khi các bạn cập nhật driver này hoặc là sử dụng các driver USB hoặc là các cổng USB ấy, nó không chính xác, thì dẫn tới tình trạng là khi các bạn cắm USB vào nó sẽ không nhận cũng như là không thể kết nối được USB với máy tính. Và trường hợp lỗi cuối cùng đó cũng có thể là do chiếc máy tính chúng ta đang trong tình trạng pin yếu, nhất là với những các bạn mà sử dụng laptop ấy, thì khi các bạn kết nối USB vào mà máy tính pin yếu thì nó cũng gặp cái tình trạng là không thể kết nối được USB, do là nó sợ mất dữ liệu hoặc là mất các cái thông tin khi đang loát USB mà máy tính lại bị sập nguồn. Và về cách khắc phục ấy, thì các bạn có thể thực hiện một vài cách sau đây cho mình. Cách đầu tiên tất nhiên vẫn là cách khởi động lại máy tính. Với cái cách mà khởi động lại máy tính này thì nó sẽ giúp chúng ta refresh cũng như là khắc phục được rất là nhiều các cái lỗi vặt ở trên máy tính của chúng ta. Thì các bạn có thể thử tắt máy tính đi rồi bật lại xem là nó có hết cái tình trạng lỗi cổng USB này không. Thứ hai ấy, thì các bạn có thể thử cách là tắt nguồn máy tính, các bạn để cho máy tính nó tắt hẳn đi, để khoảng tầm 15 phút gì đấy, các bạn bật lên rồi kết nối lại USB xem là các cái dữ liệu trên USB nó có đọc được không. Vì do khi mà các bạn sử dụng máy tính quá lâu hoặc là sử dụng trong cái quá trình các bạn sử dụng ấy, nó sẽ có một vài cái xung đột phần mềm, phần cứng gì đó mà khi chúng ta phải tắt hết toàn bộ cái máy tính đi thì nó mới có thể refresh được. Thì các bạn cũng có thể thử cách là tắt máy tính đi để tầm 15 phút, sau đó mở lại. Còn cách thứ ba thì các bạn có thể thử cách là thử cắm chiếc USB chúng ta trên một cái cổng kết nối khác. Ví dụ trên máy tính của bạn có rất nhiều các cái cổng kết nối, có thể là có một hai cổng gì đấy nó bị lỗi hoặc là nó bị gặp vấn đề về cái giao thức kết nối, ví dụ như là các cái cổng nó bị han hoặc là gì gì đấy thì kết nối nó không được chắc chắn, cũng như là cái dữ liệu nó truyền qua nó không được ổn định, thì nó cũng có thể dẫn tới cái tình trạng lỗi này. Thì các bạn có thể thử sang một cái cổng USB khác, hoặc là các bạn cũng có thể thử cắm trên một chiếc máy tính khác luôn. Và cách thứ tư thì các bạn có thể là thử cái cách tắt đi cái tính năng fast startup. Fast startup ấy là một cái tính năng mà giúp cho máy tính chúng ta nó khởi động nhanh. Tuy nhiên thì do cái fast startup này nó sẽ ghi đè một vài cái dữ liệu trong cái RAM chúng ta để giúp máy tính có thể khởi động nhanh hơn, thì nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng là bị không kết nối được USB này. Các bạn có thể tắt đi bằng những cái thao tác cực kỳ đơn giản sau đây. Bước 1 thì các bạn vào trong BIOS này, chuyển sang cái tab boot và chọn disable ở cái fastboot cho mình. Tiếp theo thì các bạn cũng chọn cái phím F10 để lưu lại những cái thiết lập về rồi. Cách số 5, trong những cái trường hợp trên mà các bạn thực hiện xong ấy nó vẫn không thể nào mà kết nối được USB thì các bạn có thể thử cái cách là cập nhật lại cái driver USB cho chúng ta. Trong cái máy tính chúng ta ấy, thì khi các bạn sử dụng bình thường thì Windows nó sẽ không yêu cầu quá nhiều về driver. Nhưng mà khi mà các bạn kết nối các cái chiếc USB ấy, ví dụ USB 3.0 hoặc 3.1 thì nó sẽ có yêu cầu driver, thì các bạn có thể thử cập nhật driver lên xem nó có kết nối được lại USB không. Và để cập nhật driver ấy, thì đầu tiên các bạn có thể là click vào cái ZPC trên màn hình của mình và chọn cái mục là Manager. Sau đó thì các bạn có thể tìm đến các cái mục mà driver có dấu chấm than, hoặc là trong cái mục USB này thì các bạn có thể tìm tới cái USB chúng ta đang kết nối xem nó có xuất hiện trong đây không. Nếu có thì các bạn có thể thử là chọn chuột phải vào và chọn update driver. Cách số 6 là trong trường hợp các bạn cập nhật driver USB tuy nhiên thì nó vẫn không được, thì các bạn có thể chuyển sang cập nhật nốt cái driver là generic USB hub cho mình. Và để cập nhật được cái này ấy, các bạn thực hiện những bước đơn giản sau đây. Bước 1 thì các bạn có thể mở Device Manager tương tự như cái cách cập nhật driver cho USB. Sau đó các bạn chọn mở rộng ở cái mục là Anniversary Bus.
để xem có các cái mục như là Generic USB Hub hay không. Các bạn click chuột phải vào cái dòng Generic USB Hub đầu tiên và các bạn click chọn cái Update Driver Software cho mình. Các bạn có thể chờ cho đến khi cái màn hình nó xuất hiện cái thông báo là Windows has successfully updated thì các bạn có thể thử cắm lại USB xem nó có được hay không. Và cách số 7, trong trường hợp mà tất cả những cái cách update driver nó vẫn không được thì các bạn có thể thử cách là gỡ luôn cái driver đấy đi rồi cài lại từ đầu xem là cái USB chúng ta có hoạt động được hay không. Và lại gỡ được hết ý, thì tất nhiên các bạn cần lưu ý là khi các bạn gỡ hết các cái driver USB này thì các thiết bị ví dụ như là chuột này, bàn phím rời của bạn cũng sẽ không sử dụng được. Thì các bạn có thể sử dụng các cái thiết bị trên máy tính laptop của chúng ta. Còn với các bạn mà sử dụng PC ý, thì mình nghĩ là các bạn nên hạn chế cái trường hợp mà sử dụng cái kết nối này. Vì trong trường hợp khi các bạn gỡ hết đi rồi ý, cắm USB chuột vào nó cũng sẽ không nhận thì rất là khó khăn để có thể cài lại được driver nhé. Và để cài lại những cái driver này thì các bạn có thể thực hiện bước sau đây cho mình. Bước 1 thì các bạn cũng sẽ mở Device Manager tương tự như các cách trên. Tiếp theo thì trong cái Device Manager các bạn mở rộng vào cái mục là This Device và click chuột vào cái Extendable USB 3.0 Disk. Sau đó các bạn chọn Uninstall luôn cho mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể Uninstall bất cứ cái thiết bị USB nào không tên. Và sau đó từ cái menu Action các bạn chọn Scan for Hardware Change. Sau khi chọn cái hardware trên này thì nó sẽ refresh cũng như là quét lại driver một lần nữa. Sau khi quá trình nó kết thúc ý, thì các bạn có thể mở lại cái Windows Explorer lên và tìm xem cái USB chúng ta đã được kết nối hay chưa. Cách số 8 là cách cuối cùng mà chúng ta có thể thực hiện để giải cứu chiếc USB chúng ta. Đó chính là các bạn sử dụng cái cách là đưa máy tính của chúng ta về cái trạng thái làm việc trước đó. Tức là trên máy tính chúng ta nó sẽ có các cái điểm save cũng như là các cái điểm backup ý. Thì các bạn có thể đưa máy tính chúng ta về các vị trí backup trước đó trong cái lúc mà máy tính chúng ta chưa gặp lỗi hoặc là khi chúng ta mà đang sử dụng nó bình thường thì để đưa về cái mục này để vào để kết nối USB xem nó có gặp lỗi hay không. Vì trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng rồi chúng ta cài đè các phần mềm rồi các cái driver thì nó rất dễ gây lỗi và không kết nối được USB thì chúng ta có thể đưa về các cái điểm lưu trước đó xem là nó có kết nối được hay không. Và để đưa được máy tính chúng ta về các cái điểm lưu trước đó ấy thì các bạn có thể thực hiện những bước sau đây cho mình. Bước 1 thì các bạn có mở cái setting cho mình. Sau đó các bạn nhấn giữ phím shift và chọn cái mục là power và chọn restart. Khi máy tính của bạn khởi động lại các tùy chọn nó sẽ hiện lên, ví dụ như là troubleshoot này. Trên cái cửa sổ troubleshoot này các bạn click chuột vào cái advanced option và trên cái advanced option các bạn lại click chuột vào cái mục là system restore này cho mình. Và nó sẽ cho các bạn chọn một tài khoản có quyền admin và các bạn nhập mật khẩu cái tài khoản đấy vào cho mình. Sau đó click chọn Continue. Và trên màn hình System Restore này nó sẽ cho các bạn click chọn Next này. Các bạn cứ chọn Next cho mình. Sau đó thì các bạn có thể chọn một cái điểm khôi phục trước đó và các bạn chọn Next. Sau khi các bạn xác nhận cái lựa chọn của bạn rồi click chọn vào Finish cho mình. Chờ. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cho cái máy tính của bạn được khôi phục về cái điểm lưu trước đó. Và sau khi cái quá trình này hoàn tất ý, thì các bạn có thể kết nối lại chiếc USB chúng ta xem nó có kết nối được lại hay chưa. Và trên đây thì là một vài chia sẻ nhanh của Học viện IT từ các bạn về cách để có thể khắc phục được cái lỗi là unknown USB device. Hy vọng là với những chia sẻ trên của Học viện IT thì sẽ giúp máy tính của bạn kết nối được USB trở lại. Và các bạn nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho Học viện IT một like và một subscribe nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.